Ôi rồi, cái gì thế này? Bảng giá việc nhà, nấu cơm 200k, rửa bát 70k, giặt quần áo 60k, là ủi quần áo 30k, quét nhà 50k, lau nhà 50k, các công việc khác đồng giá 50k, các công việc nặng nhọc phát sinh thì thương lượng giá cả. Thế này là thế nào? Mẹ với em lên đúng lúc đấy. Mẹ nhìn vợ con xem, nó có điên không? Bây giờ còn đòi tính cả tiền làm việc nhà này. Chị Linh, chị bị điên à? Hai vợ chồng ở cùng nhà với nhau mà chị tính toán từng đồng từng hào với chồng thế à? Mẹ và em lên đây thì con cũng tuyên bố luôn ạ. Từ giờ mẹ và em ở đây một tuần thì sẽ phải tuân theo bảng giá này của con. Nếu như mọi người muốn nhờ con làm việc gì thì sẽ phải trả tiền thì con mới làm. Còn nếu mà không muốn mất tiền thì phải tự làm thôi. Chốt vậy mẹ nhá. Ôi giời. Ô hay, sao lại rửa có một cái bát là thế nào? Thì bát ai người đấy rửa mà mẹ. Nếu mà mẹ muốn con rửa hết đống bát này á thì 70.000 ạ. Lãi tiền. Ê, muốn ăn cơm của chị nấu thì phải nộp tiền cho chị. Mọi người nhớ giá rồi chứ ạ? Công nấu cơm là 200.000, chia đầu người ra là mỗi người 50.000 ạ. Mới có 100.000, vẫn thiếu 50.000 nữa. Vậy thì một người sẽ phải nhịn. Anh nhịn nhá. Này, cô một vừa hai phải thôi. Cô đừng thấy mấy hôm nay tôi nhịn mà cô lớn tới nhá. Này cô Linh, sao bây giờ cô đổi tính ý? Cô hãm thế nhở? Ngày xưa ấy, cô mới về làm dâu nhà tôi, cô hiền lành, chăm chỉ, ngoan ngoãn lắm cơ mà. Tại sao bây giờ đổi tính, hãm tiền thế hả? Cái gì cũng có lý do của nó thôi mẹ ạ. Để con kể cho mẹ nghe nhá. Alo mẹ ạ? Con vẫn khỏe ạ. Thế lưng mẹ thế nào rồi? Có còn đau nhiều không ạ? Mãi chả đỡ con ạ. Giờ còn đau hơn ý. Thế thì để con gửi ít tiền để mẹ đi khám đông y xem thế nào nhá. Chứ để đau lâu nguy hiểm lắm. Dạ vâng ạ. Anh ơi, anh cho em 2 triệu được không? Để em gửi cho mẹ, để mẹ đi khám. Lại 2 triệu. Tiền là lá đà hay tiền là giấy? Sảnh ra cái là lại tiền. Mới tuần trước tôi đưa cô 5 triệu cơ mà. Thì 5 triệu đấy em để lo tiền sinh hoạt, tiền cưới hỏi với cả góp dỗ hết rồi còn đâu nữa. Hết rồi thì không biết tiết kiệm à? À, suốt ngày ngửa tay ra xin tiền chồng cũng không thấy ngại à? Chính anh bảo với em là cưới nhau về thì em nghỉ làm đi, ở nhà lo tập trung nội trợ để anh yên tâm đi làm. Anh nói là anh sẽ nuôi em, vậy mà bây giờ em xin tiền thì anh chửi em như ăn xin vậy. Anh nghĩ làm việc nhà đơn giản lắm à? Anh nghĩ vợ anh là ô xin miễn phí của anh nè à? Cái gì cũng có cái giá của nó thôi. Một triệu. Tôi không đôi co với cô nữa. Sau ngày hôm đó thì con quyết định mình cũng sẽ phải kiếm tiền thôi, để chồng con không còn khinh thường con được nữa. Bấy lâu nay con cứ ôm đồm tất cả mọi việc nhà vào trong người mà không một lời oán thán, khiến cho anh ấy nghĩ đấy là việc miễn phí, là việc mà một người vợ đương nhiên phải làm. Không có chuyện đấy đâu ạ. Cái thằng này. Hóa ra ấy, cái Linh nó bày trò như thế này là có nguyên do của nó cả. Mày là đàn ông, tại sao hứa rồi mà không làm? Đến lúc ấy vợ ngửa tay xin tiền thì lại hống hách thế nọ thế kia là sao? Eo ơi, em quá đáng với chị Linh thế. Sau này em có chồng mà chồng em nói như thế, em đấm cho vào mặt đi. Không thể chịu được. Thôi, không phải nói nhiều nữa. Mau xin lỗi vợ đi, còn ăn cơm. Cơm. Xin lỗi đi. Anh xin lỗi vợ vì anh đã quá ích kỷ và hống hách. Thôi được rồi, thôi cả nhà ăn cơm đi.
ăn đi con. Ăn đi. Con đến rồi đấy à? Ơ, thắng đấy à? Con đến rồi đấy à? Không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi? Thế mọi người đến đủ chưa? Tớ đợi nãy giờ đã có ai đến đâu. Chắc là hôm nay cũng ít người đi ý mà. Thì đương nhiên, mấy cái con người thất nghiệp nghèo hèn đấy làm sao mà dám vác mặt đi họp lớp được. Mà không quan trọng, chỉ cần có những cái nhân tố hào quang rực rỡ như tôi đi họp là đủ rồi. Hello. Ơ, Linh à? Linh phải không? Ừ. Trời ơi, lâu lắm không gặp. Tớ không nghĩ hôm nay cậu đi đâu đấy. Ừ, mấy lần trước tớ cũng muốn đi lắm, nhưng mà do bận công việc nên là không đi được. Thắng à? Linh à? Sau bao lâu không gặp, tưởng làm cái nghề gì chứ giờ lại làm cái nghề shipper thấp kém này à? Không phải, tớ là... Mà làm shipper thì làm sao? Cậu vừa nói cái gì cơ? Thấp kém á? Thì chả thấp kém thì còn là cái gì nữa? Cái nghề của cậu suốt ngày mài mặt ngoài đường đi cung phụng người khác ấy, thì không thấp kém thì còn là cái gì? Tôi cũng thấy nể cậu thật đấy. Sao mà cũng dám vác mặt đi họp lớp cơ đấy? Tôi nói các cậu, hôm nay họp lớp mà, chúng mình phải hoan hỉ chứ. Thắng, cậu vào trước đi. Tớ dắt xe cho Linh, theo tớ vào sau. Tớ dắt cho. Sao không? Đấy không phải chỗ cho cái loại nghèo hèn như cậu ngồi. Cậu đối xử với bạn học cũ như thế đấy à? Thì sao? Thôi nào các cậu, bỏ qua hết chuyện khác đi. Mình gọi đồ nhá. Tôi uống xoài, thằng uống gì, Linh uống gì. Cho tôi nước ép dứa đây. Đơn đấy nhận đi. Có ship từ dưới quầy lên trên này được tận 50.000. Lời thế còn gì nữa, tranh thủ vào làm việc đi. Cậu... Này thằng, tôi thấy cậu quá đáng lắm rồi đấy. Cậu đừng làm khó Linh nữa. Tôi sẽ là người đi lấy. Nước đây, các cậu uống đi. Cảm ơn nhá. Dạo này cuộc sống có ổn không? Công việc thế nào rồi? Tôi cũng bình thường thôi. Làm văn phòng ấy mà. Nhưng mà đợt này ấy, tôi đang muốn nhảy việc. Đang đăng ký vào tập đoàn Windy ấy, để làm việc. Đang đợi kết quả. Tập đoàn Windy á? Cái gì cơ? Tập đoàn Windy á? Cậu đăng ký ứng tuyển cái gì ở đây đấy? Tôi cũng mới ứng tuyển vị trí quản lý ở đấy xong ấy. Cậu đăng ký nhân viên kinh doanh, nhưng mà sợ không được, tại bên đây khó quá. Khó gì? Đấy là do cậu dốt. Cậu không biết dùng cái này, và cậu không biết đi cửa sau. Tôi quen bà chị tuyển dụng bên đấy. Tôi hứa với bà là nếu như bà ấy cho tôi đỗ cái phần phỏng vấn thì tôi sẽ tặng bà ấy một chuyến du lịch nước ngoài. Ui, thật á? Đi nước ngoài cả 100 triệu nhỉ? Đương nhiên, tôi đi như đi chợ nên là tôi biết mà. Thế nhưng mà quan trọng á là ông phải biết dùng tiền, dùng cái này này. Chứ còn mọt sách cù lần như ông lại còn không có tiền nữa thì biết bao giờ mới thăng tiến được. Mãi là thằng nhân viên quèn thôi. Như thế thì có gì đáng để tự hào? Cậu làm như thế là đút lót cho người ta, là gian lận trong tuyển dụng đấy. Con shipper này, nãy giờ tao đã không thèm đả động gì đến mày rồi mà còn thích chõ mõ vào chuyện của tao à? Cái công việc của mày là suốt ngày mài mặt ở ngoài đường chứ biết cái gì mà nói. Mày mà không câm miệng mà tao đuổi cút mày về đấy. Này, đây là quán cà phê chứ không phải nhà của cậu. Đây cũng là buổi họp lớp chung chứ không phải tiệc riêng của cậu mà có lên mặt với tôi nhá. Dậy. Thắng, sao cậu làm thế? Là sao? Tao thích làm như thế đấy. Căn bản là tao ngứa mắt. Tao không muốn mày ngồi chỗ này. Mày ngồi đây toàn bốc lên mùi nghèo hèn, mùi thối thôi, tao không chịu được. Còn sao? Nhìn gì? Mày mau dọn cái chỗ hướng dương này đi. Rồi tao sẽ quay, tao đăng lên nhóm lớp để cho cả lớp biết cái sự thê thảm của mày như nào. Này, cậu đừng xúc phạm Linh chứ. Việc của mày à? Mày dám tát tao à? Ờ, tát cho cậu tỉnh ra đấy. Đừng có nhìn vào quần áo hay nghề nghiệp của khác mà đánh giá người ta.
Cuộc đời này có nhân có quả cả đấy. Em ơi, chị xong việc rồi. Tài xế đưa chị đến để trả đồ. Dạ vâng ạ. Hả? Sao mày ở đây? Mày bảo cuối tuần mới đi làm thêm cơ mà. Chị là ai mà quen Thắng với Linh đi ạ? À, chị là chị của Thắng. Chị làm shipper hay ship đồ đến tập đoàn Windy. Cô Linh là chủ tịch, chị hãy ship đồ cho cô ý. Cái gì? Cái gì? Chủ tịch? Chủ tịch tập đoàn Windy? Thế mà sao chủ tịch lại mặc đồ shipper được? À, nãy chị có việc không kịp về thay đồ, nên là đổi đồ với cô Linh đây. Em xin lỗi chị nhá, chị đến từ lâu rồi mà giờ em mới xuống được. Tại em đang bận họp với đối tác nên là không thể ra ngoài được. Chị thông cảm giúp em nhá. Không sao, chờ đợi khách hàng để đưa đồ đến tận tay là trách nhiệm của shipper bọn chị mà. Nè, em cảm ơn ạ. Em ơi, cho chị hỏi mấy giờ rồi được không? Bây giờ là 10 giờ rồi ạ. 10 giờ rồi á? Tôi chết rồi. Chị đang vội đi đâu ạ? À, hôm nay chị có hẹn bên ngân hàng để xét duyệt khoản vay. Mà người ta hẹn 10 rưỡi, bây giờ còn chưa về thay quần áo. Lỡ mà bây giờ chị sang đấy, người ta thấy ăn mặc lâu thôi lại không cho vay thì chết. Hay là bây giờ chị em mình đổi đồ cho nhau đi. Trông tặng người chị em mình cũng xem nhau mà. Đẹp mà, không phải ngại đâu. À, chị đợi em một chút nhá. Alo, cậu đánh xe ra trước cổng công ty đưa chị shipper đến ngân hàng giúp tôi nhá. Thế còn chị thì sao ạ? Lát nữa chị có lịch đi học lớp mà, chị quên chưa? Nhờ, tôi quên mất. Nhưng mà thôi, không sao đâu. Đi học lớp thì cũng không cần phô trương cầu kỳ quá làm gì đâu, tôi tự lo được. Cậu cứ chở chị shipper đi nhá. Giờ chị đi ô tô của em nhá. Chứ chị mặc váy này đi xe máy không tiện đâu. Còn chiếc xe máy này của chị thì cho em mượn một chút nhá. Mà tao ra ngân hàng để vay tiền trả nợ cho mày đấy. Tao còng lưng đi kiếm tiền để nuôi mày, mà bây giờ mày đi nói dối tao đi ăn chơi đàn đúm như thế à? Nợ nần thì ngập đầu ra đấy, mà vẫn quần áo hàng hiệu này. Bên ngoài thì bóng bẩy, bên trong thì rách nít không một xu dính túi. Đúng là sống sao thì gặp quả báo như vậy. Thường những người tỏ vẻ thượng đẳng, khinh bỉ người khác thì bên trong lại rỗng tuếch, Thắng nhở. Ưu điểm duy nhất của cậu chắc là có được một người chị tốt bụng như thế này đấy. Linh à? Không, chủ tịch. Tại vì mình không biết nên là thôi cho mình xin lỗi, tha thứ cho mình nhá. Người cậu cần xin lỗi nhất là chị của cậu đấy. Đúng ra là cậu sẽ không được nhận vào tập đoàn của tôi đâu. Nhưng mà vì nể người chị tần tảo của cậu và để giúp cậu trả nợ, tôi sẽ cho cậu vào làm trong tập đoàn của tôi, nhưng ở vị trí nhân viên. Còn Cường, cậu chính thức được nhận vào làm ở tập đoàn Winnie, nhưng là vị trí quản lý. Thắng sẽ là nhân viên dưới trướng của cậu. Tập đoàn của tớ rất cần những người quản lý khiêm tốn và tử tế như cậu đấy. Tớ cảm ơn Linh. Em ơi, chị cảm ơn em nhá, vì đã bỏ qua thằng em trời đánh của chị. Còn không mau cảm ơn đi à? Cảm ơn chủ tịch. Bố mẹ mày không dạy được mày đúng không? Mày là do tôi lấy nhầm với cái nhà chồng mất dạy thì đúng hơn đấy. Đi bộ. Ngửi đi. Này, đi mồ. Đơm đến lượt mày đây. Ngồi xuống. Bờ mày này nó ăn được cơ nhở? Ăn đi ạ. Em đang dọn dẹp ở dưới bếp, sao mọi người ăn cơm mà không gọi em? Thì đợi mọi người ăn xong còn gì em ăn nốt thôi, chứ có cái gì đâu mà lèm ba lèm bèm. Chị làm cái trò gì đấy? Chị bị điên à? Phải, con này đang điên đấy. Ở trong cái nhà này bao nhiêu lâu nay bây giờ mới phát hiện là quá bình thường rồi đấy. Cả nhà đang ăn cơm mà mày dám hất đổ mâm cơm à? Mất dạy. Bố mẹ mày không dạy được mày đúng không? Không phải tôi mất dạy, mà là do tôi lấy nhầm với cái nhà chồng mất dạy thì đúng hơn đấy. Đi bộ. Ăn nói kiểu gì đấy? Nhà chồng làm sao? Nhà tôi đối xử với cô như nào?
Thế à? Các người quên thì để tôi nhắc cho các người nhớ. Ngửi đi, ngửi xem có phải người phát gớm của cô không? Từ quần cho đến áo, từ đồ ngủ cho đến đồ lót, cô đều lấy của chị xong cô mặc. Ai cho cô tự tiện như thế hả? Tôi hết đầu rồi, tôi thấy cái gì đang phơi tôi tiện tôi mặc thôi. Có phải ăn trộm ăn cắp của chị đâu mà chị phải to mồm như thế. Nếu mà em muốn lấy thì em phải hỏi chị một câu, chị đồng ý em mới được lấy chứ. Sống chung một nhà với nhau sao phải hỏi, làm như người ngoài không bằng ấy. Này, nếu mà em là người ngoài ấy thì từ nãy tới giờ em bị ăn tát cho sưng mặt rồi. Thấy chị hiền chị nhịn nên lấn tới à? Tự động lấy đồ người khác thì phải biết ý một chút. Mặc xong thì giặt sạch sẽ đi. Ai để đồ hôi dính ra như thế, hết mùi bia đến mùi mắm tôm, ai mà chịu được. Thôi, đống đồ này chị cúng cho em đấy. Ngồi mà ngửi đi. Chị. Vâng, mẹ đợi con vào nhà lấy đồ lễ rồi con với mẹ ra mộ bố nhá. Vâng ạ. Sao anh lại ăn xôi với gà của em? Mày bị điên à? Tao đói tao ăn như nào nữa? Anh có biết đây là đồ để em thắp hương cho bố em không? Em dậy từ sáng sớm để đồ xôi luộc gà để đem ra mộ bố em đấy. Ai bảo mày để ở bàn hả? Mày trách ai? Đồ bàn tao chả ăn thì sao? Em nấu xôi em không để ở bàn thì để ở đâu? Mà rõ ràng đây không phải đồ ăn bình thường, là xôi là gà để thắp hương đấy. Mà kể cả nó có là đồ ăn bình thường thì anh nhìn thấy anh không biết của ai cũng phải hỏi chứ. Này, mày đừng có mất dậy, nghe chưa? Thắng, mày có dậy được bọn mày không? Này, đây không phải lần đầu tiên anh ăn đồ ăn của em đâu. Bao nhiêu lần rồi, lần nào thấy đồ ăn anh cũng ăn sạch không hỏi một ai cả. Thôi, anh xin em đấy, đừng có gây sự nữa. Gây sự? Anh có hiểu được sự ấm ức của em không? Đang chuẩn bị đi ra mộ bố thì thấy đồ thắp hương bị anh chồng ăn gần hết rồi. Thì cũng do em không cất cẩn thận, bây giờ trách ai? Đúng. Cẩn thận? Như thế nào gọi là cẩn thận? Thế bây giờ chả nhẽ đồ nấu xong em phải cất vào tủ quần áo cho cẩn thận à? Thì thôi, bây giờ em ra ngoài mua cái khác thắp hương cho bố. Còn đồ ăn thì anh Cường anh cũng ăn xong rồi, nói cái gì nữa? Có cái gì nghiêm trọng đâu mà. Anh. Cảm ơn nhá, gà ngon đấy, không thiếu nước chấm. Sao tài khoản lại bị chứa hết sạch tiền thế này? Không phải thế này chứ. Anh Thắng, anh rút hết tiền trong sổ tiết kiệm nào? Anh rút ra để anh thanh toán tiền cọc ô tô ấy mà. Em xem anh chọn được chưa? Đẹp không? Ô tô? Tự nhiên anh mua ô tô làm gì? Thì hôm trước đi học lớp em không thấy à? Ở lớp bây giờ đứa nào cũng có ô tô, nên là anh quyết định là phải mua bằng được để anh còn bằng bạn bằng bè chứ. Sắp tới đi học lớp để vênh mặt với chúng nó chứ em. Anh có biết đấy là tiền tiết kiệm để cho kế hoạch sinh con của vợ chồng mình không? Vậy mà anh lấy hết ra để mua ô tô chỉ để sĩ diện với bạn bè thôi à? Anh lại còn tự ý mua mà không hỏi ý kiến hay là bàn bạc gì với em luôn hả? Thì lùi kế hoạch sinh con lại được chứ sao? Mà cái thằng này là trụ cột trong gia đình, làm cái gì để tự quyết chứ sao phải hỏi ai? Anh đi làm tháng được có 5 triệu thì anh đốt hết vào nhậu nhẹt. Từ khi lấy anh, một mình em phải gánh vác kinh tế của gia đình. Bây giờ đến tiền để đẻ con anh cũng động vào thì em không còn gì để nói với anh nữa rồi. Cô nói xong rồi đúng không? Thế thì bây giờ tôi ra showroom tôi nhận xe. Anh đứng lại! Mày về làm dâu ấy thì vài ba cái chuyện vặt vãnh ấy mày biết chấp nhận, mày ca tán cái nỗi gì? Có mấy cái chuyện vặt cũng để ý ấy, đúng là không chịu được. Vặt vãnh à? Được rồi, để tôi cho các người xem đây có phải chuyện vặt vãnh không. Đứng im đấy, tôi sẽ tính sổ với từng người một trong cái nhà này. Cái gì đấy? Anh Cường, anh chồng của tôi, người đàn ông ăn trực mặt dày nhất mà tôi biết. Từ đồ thắp hương cho đến đồ mẹ tôi gửi hay là đồ tôi mua để dự trữ trong tủ lạnh, anh đều ăn sạch không sót một miếng nào. Anh ăn nhiều như thế nhưng mà một xu tiền ăn anh cũng không đóng cho tôi.
tiền xôi gà thắp hương cho bố tôi, 500.000. Tiền đồ ăn mẹ tôi gửi lên, toàn hải sản đắt tiền, bào ngư tổ yến, 20 triệu. Tiền thuốc bổ anh uống trộm của tôi, 10 triệu. Tiền ăn mỗi tháng là 3 triệu, 12 tháng là 36 triệu. Tổng là 66.500.000 đồng. Số tiền này tỷ lệ thuận với độ dài mõm nhôm không đáy của anh đấy. Này, anh em tôi không phải học sinh mà ngồi đây nghe chị kể chuyện nhá. Im mồm, đồm đến lượt mày đây, ngồi xuống. Tiền quần áo mượn không trả, 10 triệu. Tiền đi giặt quần áo bẩn mà mày lấy mặc, 5 triệu. Tiền mua mỹ phẩm ké khi đi shopping với chị, 10 triệu. Tiền vay đi du lịch với bạn trai, 20 triệu. Tổng là 45 triệu đồng. Số tiền này tỷ lệ thuận với sự trơ trẽn mặt dày của em đấy, em chồng ạ. Thôi, em đừng có nói nữa. Em nhất định là phải làm loạn cả cái nhà lên như thế ạ. Đến, giờ đến lượt anh đây. Anh là thằng chồng ăn hại, vô dụng và tệ bạc nhất từ trước đến nay mà tôi biết. Số tiền mà anh nợ tôi nhiều nhất trong cái nhà này đấy. Giỏng tai lên mà nghe cho rõ đây. Tiền anh vay để trả nợ thua cờ bạc, 200 triệu. Tiền vay để mở quán cà phê với bạn, 500 triệu. Tiền tiết kiệm lấy trộm của tôi để mua xe, 200 triệu. Tiền đền bù tổn thất vật chất và tinh thần trong suốt 1 năm lấy anh, 200 triệu. Tổng là 1 tỷ 1. Trong suốt 1 năm lấy anh chỉ có vay tôi thêm chứ không hề trả tôi 1 xu nào cả. Đúng là con điên. Mày thích ấy thì cái tao mà tính. Anh em tao cóc có tiền trả. Đúng rồi đấy. Dù gì thì mình cũng là vợ chồng với nhau, tiền thì cũng là tiền chung mà em. Ai vợ chồng với anh? Tôi đã nộp đơn phương ly hôn ra tòa rồi. Từ ngày hôm nay tôi xin từ chức làm vợ của anh. Công việc này đòi hỏi cao quá, tôi không đủ trình để đảm nhiệm được. Và các người cũng đừng mong các người quỳ được tiền của tôi. Tôi cho các người thời hạn 1 năm để trả hết số nợ này cho tôi. Nếu không, tôi sẽ kiện các người ra tòa vì tội chiếm đoạt tài sản. Số tiền từ 2 triệu trở lên đủ để truy tố hình sự rồi đấy. Chào thân ái và quyết thắng cái gia đình hãm tài này. Nhớ trả nợ cho đúng hẹn.